Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, tăng trưởng kinh tế của Lạng Sơn vẫn chưa thực sự bền vững, thu nhập của người dân còn thấp, còn một bộ phận người dân sản xuất mang tính tự cung tự cấp, nhiều tiềm năng thế mạnh chưa được phát huy, chưa tạo ra động lực tăng trưởng có sức lan tỏa lớn, đặc biệt là khu kinh tế cửa khẩu. Đây là nhận định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn về kết quả thực hiện công tác năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Lạng Sơn ở vị trí rất thuận lợi cho các dòng chảy thương mại và đầu tư, mà thế mạnh là kinh tế cửa khẩu. Do vậy, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Lạng Sơn còn có lợi thế rất lớn về du lịch, bao gồm 600 di tích, tiềm năng về nông nghiệp cũng còn rất lớn. Nhiều sản phẩm nông nghiệp mang tính chất địa phương, do vậy, cần phát huy lợi thế của mình. Chủ tịch nước đề nghị Lạng Sơn cần tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột, đó là kinh tế cửa khẩu, kinh tế du lịch bền vững, nông nghiệp thông minh gắn với nông nghiệp chế biến xuất khẩu. Tỉnh cần tìm được những nhà đầu tư lớn có tiềm lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm và năng lực quản trị doanh nghiệp. Là tỉnh miền núi, Lạng Sơn cũng cần phải quan tâm đến an sinh xã hội, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Ưu tiên thu hút người dân đến sinh sống và làm việc tại khu vực kinh tế cửa khẩu biên giới, tiếp tục chú trọng đến an ninh quốc phòng, chủ động ngăn chặn trước các loại tội phạm ở biên giới. Chống buôn lậu, gian lận thương mại, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, làm nòng cốt cho bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có công an xã và dân quân tự vệ. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Lạng Sơn. Chủ tịch nước yêu cầu các lực lượng tại đây thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp chặt chẽ, làm tốt hơn nữa việc duy trì, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với bạn, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị thông suốt. Đúng 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Orly ở thủ đô Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex. Trong chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Pháp, hội kiến Tổng thống Pháp, gặp Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Pháp và một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Thông tin về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Pháp sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, sáng nay 3 tháng 11 tại Nhà Quốc hội, hội nghị triển khai thực hiện kết luận 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu 62 tỉnh thành trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Nhà Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Trên cơ sở đề án do Đảng đoàn Quốc hội xây dựng, ngày 14 tháng 10 năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 19 về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, công tác xây dựng ban hành luật phải thận trọng chắc chắn, đặt yêu cầu cao về chất lượng, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp và lợi ích quốc gia dân tộc làm trọng tâm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách. Đóng góp ý kiến tham luận tại hội nghị, đại diện một số cơ quan đều thống nhất rằng phải siết chặt kỷ luật kỷ cương xây dựng pháp luật, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chất lượng các đạo luật phải phản ánh được thực tế của cuộc sống, phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo, phát triển kinh tế xã hội bền vững và bảo đảm yêu cầu hội nhập quốc tế. Các cơ quan bộ ngành không trình các dự án dự thảo không bảo đảm chất lượng và tiến độ, xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, coi đây là căn cứ để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành công việc, mức độ tín nhiệm. Với 8 nhóm định hướng lớn, 70 định hướng cụ thể, đề án của Đảng đoàn Quốc hội đã bám sát chủ trương, đường lối Đại hội 13 và các văn kiện khác của Đảng, đề ra 137 nhiệm vụ lập pháp cụ thể. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên hàng đầu của tất cả các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Chiều 3 tháng 11 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ 3 Ban chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện 4 chuyên đề được phân công thuộc đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, cho ý kiến về việc hoàn thiện chuyên đề số 12, hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Về cơ bản, các ý kiến đều đánh giá, dự thảo chuyên đề bảo đảm cả về mặt lý luận và thực tiễn, tính chính trị, pháp lý, thể hiện rõ việc tăng cường trách nhiệm bảo vệ hiến pháp của các chủ thể, trong đó phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ hiến pháp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng dự thảo chuyên đề đủ điều kiện bảo đảm chất lượng để trình Đảng đoàn Quốc hội, song đề nghị làm rõ hơn nội hàm của khái niệm bảo vệ hiến pháp, nhận diện hành vi vi phạm hiến pháp, làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong bảo vệ hiến pháp, nhấn mạnh và làm rõ hơn vai trò, cơ chế để người dân tham gia bảo vệ hiến pháp. Bên cạnh đó, cần phân tích thêm cơ chế ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hiến pháp. Đối với giai đoạn sau năm 2030, định hướng sau năm 2045, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiểu ban xây dựng chuyên đề số 12 tiếp tục hoàn thiện, chọn phương án khả thi để trình Ban chỉ đạo Đảng đoàn cho ý kiến. Chiều nay mùng 3 tháng 11, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn. Dự lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tuyên Quang. Quy mô dự án có tổng chiều dài hơn 10 km với tổng số vốn là 635 tỷ đồng, được mở mới theo tiêu chuẩn đường đô thị, kết nối khu vực nội thành phố Tuyên Quang với trung tâm huyện Yên Sơn, các cơ quan hành chính của tỉnh, các nhà máy chế biến, công nghiệp và là tiền đề hình thành, phát triển khu đô thị mới gắn kết chặt chẽ với khu trung tâm thành phố. Chiều nay mùng 3 tháng 11 tại nhà Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội họp giao ban với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội nhằm tổng kết một số công tác trong tháng 10 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 năm 2021. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, chủ trì cuộc họp. Các ý kiến tại cuộc họp đánh giá, tháng 10 vừa qua là tháng cao điểm với lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội khi tập trung cao độ, chỉ đạo, chuẩn bị các nội dung cho phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng, đặc biệt đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đại hội lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tháng 11 năm 2021 là tháng chuẩn bị về đích với nhiều công việc của cả năm, trong đó trọng tâm là đợt họp tập trung kỳ họp thứ hai. Đồng chí đề nghị các cơ quan của Quốc hội khẩn trương tiếp thu, chỉnh lý xong các dự án luật, dự thảo nghị quyết để được Quốc hội xem xét, thảo luận tại đợt họp trực tuyến, tiến hành các quy trình tiếp theo để trình Quốc hội xem xét thông qua tại đợt hai. Đồng thời đề nghị Tổng thư ký Quốc hội chỉ đạo hoàn thiện các văn bản, kịch bản điều hành phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội, phát biểu bế mạc kỳ họp và dự thảo bước đầu nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn. Các tài liệu kỳ họp, công tác thông tin, tuyên truyền, công tác cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo, các phần mềm ứng dụng phục vụ các vị đại biểu Quốc hội cần tiếp tục quan tâm triển khai đồng bộ. Ngay trong và sau kỳ họp thứ hai kết thúc, các cơ quan của Quốc hội phối hợp xây dựng báo cáo, hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, tổ chức lễ ra mắt các nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình và cơ quan hữu quan rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trình tại phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chuyển sang những nội dung về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước, theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế từ 16 giờ ngày 2 tháng 11 đến 16 giờ ngày 3 tháng 11, cả nước tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại 58 tỉnh, thành phố, trong đó có 2.766 ca ghi nhận trong cộng đồng. Tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 11 đến 16 giờ ngày 3 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 6.192 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 17 ca nhập cảnh và 6.175 ca ghi nhận trong nước. Trong ngày, có 8.869 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và có thêm 78 ca tử vong được ghi nhận. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 939.463 ca, tổng số ca được điều trị khỏi là 833.675 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Kiên trì với nguyên tắc chống dịch,
Bảo đảm học sinh đi học an toàn là những nội dung quan trọng được các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thống nhất tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch, chiến lược tổng thể, ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19 của Ban chỉ đạo quốc gia diễn ra vào sáng nay tại trụ sở chính phủ. Nghị quyết 128 của chính phủ thống nhất trong toàn quốc, tuy nhiên các địa phương phải bám sát tình hình dịch, phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở trong công tác phòng chống dịch. Về nội dung dự thảo chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19, các thành viên ban chỉ đạo lưu ý, đây là chiến lược chuẩn bị sau khi cả nước đã tiêm phủ vaccine, dự kiến vào cuối năm 2021. Trong khoảng thời gian này, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phải linh hoạt, mềm dẻo, với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Y tế phải tính toán, tổ chức phương án mua sắm hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch, rõ ràng. Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới mới có khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, chưa có khuyến nghị chính thức tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc hết ca nhiễm trong cộng đồng mới cho trẻ đi học trở lại. Vì thế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành giáo dục phải hướng dẫn rất chi tiết về các quy định phòng chống dịch trong lớp học, khi ra chơi, phương án xử lý khi có ca mắc trong trường học. Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 về kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, thành phố Hà Nội cũng đã lên kế hoạch để triển khai tiêm cho trẻ em ngay khi được cung cấp vaccine. Để phục vụ công tác tiêm chủng thì nhiều quận huyện đã rà soát, lập danh sách, chuẩn bị sẵn sàng để việc tiêm vaccine được an toàn và hiệu quả. Nhà có hai cháu đang đi học. Bà Xuân cho biết mong mỏi lớn nhất của gia đình là các cháu sớm được trở lại trường học và chương trình tiêm vaccine cho học sinh sớm được triển khai. Bây giờ lại đến quan tâm đến các cháu nhỏ để tiêm vaccine cho các cháu đi học được đến trường thì gia đình chúng tôi là rất là phấn khởi và rất là mong có một nguyện vọng rất lớn là để tiêm cho các cháu để các cháu đi học. Để sẵn sàng công tác tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh, tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, cán bộ y tế phường phối hợp cùng tổ COVID cộng đồng đi tới từng hộ gia đình, tuyên truyền phát phiếu đăng ký tiêm chủng. Chúng tôi đi từng cái chặng ngõ một được phân công, thì đi rà soát phát phiếu và tập hợp lại, thì báo về cho tổ, thì là tổ lại tập hợp báo cáo với phường. Kế thừa những kinh nghiệm từ đợt tiêm vaccine cho đối tượng người dân từ 18 tuổi trở lên, nhiều địa phương cho biết đã hoàn thành việc thống kê danh sách đối với lứa tuổi từ 12 đến 17 và chuẩn bị sẵn sàng công tác tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Liên quan đến các đối tượng mở rộng tiêm từ 12 tuổi cho đến 17 tuổi, thì với cái nội dung này thì phường Phương Liệt đã tổ chức rà soát cùng với đợt đăng ký tiêm của cái đợt 1. Thì với cái nội dung này thì phường đã chỉ đạo các hệ thống chính trị khu cư và người dân rà soát lại để bổ sung các trường hợp còn sót còn thiếu. Cơ bản đã hoàn thành cái nội dung các đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Hiện mới chỉ có một loại vaccine của Pfizer được phê duyệt để tiêm cho trẻ em. Theo các chuyên gia, vaccine này có đầy đủ điều kiện bảo đảm về chất lượng cũng như hồ sơ phê duyệt. Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi nhận được cái hồ sơ pháp lý của Pfizer khi mà đăng ký với Bộ Y tế Việt Nam, đấy là đăng ký từ 12 cho đến 18 tuổi. Và cái riêng có cái vaccine này thì trong hồ sơ đã đầy đủ từ thử nghiệm lâm sàng cho đến kinh nghiệm triển khai cho đến các cái theo dõi sau, gọi là người ta gọi là sau bán hàng, tức là các cái theo dõi liên tục đằng sau tất cả những cái việc mà họ triển khai diện rộng thì vẫn liên tục được cập nhật và bổ sung. Và từ đó thì chúng ta có đủ cơ sở để chúng ta công nhận về mặt pháp lý đối với cả vaccine này. Và bản thân cái vaccine này tại Mỹ nó cũng đã được công nhận để sử dụng chính thức thay vì là công nhận sử dụng khẩn cấp. Hiện nhiều tỉnh thành trên cả nước, học sinh đang phải học online tại nhà. Nếu được tiêm vaccine sớm, đồng nghĩa với việc các em được bảo vệ, giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, Bạc Liêu là tỉnh duy nhất tại miền Tây Nam Bộ công bố dịch bệnh COVID-19 thuộc cấp độ 4, tức là mức độ nguy cơ rất cao. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tăng tốc tiêm vaccine ngay cho người dân, đặc biệt là những địa bàn có số ca nhiễm tăng cao. Thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai là địa bàn có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong tỉnh. Hiện hai địa phương này đang được tăng tốc tiêm vaccine nhanh nhất có thể. Tính đến trưa ngày 3 tháng 11,
toàn tỉnh đã tiêm mũi 1 cho hơn 455.000 người, đạt trên 67% số người từ 18 tuổi trở lên. Mũi 2 là gần 110.000 người, chiếm tỷ lệ là 16%. Nếu có vaccine thì khả năng là chúng tôi tiêm một ngày là từ là 10.000 đến đó là 12.000, 12.000 liều trên một ngày. Về vaccine thì trong thời gian tới chúng ta sẽ cố gắng tiêm nhanh nhất để độ bao phủ trên địa bàn tỉnh đảm bảo từ 80% trở lên. Cố gắng trong nửa đầu tháng 11 thì chúng ta đạt được cái tỷ lệ này. Từ đầu tháng 5 đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận hơn 4.230 ca mắc COVID-19, gây áp lực điều trị rất lớn lên ngành y tế. Tất cả các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể đã khẩn trương vào cuộc triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trước tình hình dịch đó thì mong rằng bà con tỉnh Bạc Liêu không nên hoang mang dao động, mà chính quyền chúng tôi sát cánh bên người dân và đồng thời kêu gọi người dân phải hợp tác với chính quyền địa phương phòng chống dịch có hiệu quả, đặc biệt là thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Không cần thiết thì không nên ra đường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng đã ký quyết định điều chỉnh một phần biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh khi Bạc Liêu theo cấp độ 4. Các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bạc Liêu đã tái lập nhiều chốt kiểm soát COVID-19 nhằm siết chặt, tăng cường các biện pháp khống chế dịch bệnh lây lan. Thưa quý vị, với những cam kết mạnh mẽ trong việc mở cửa thị trường hàng hóa, EVFTA được kỳ vọng sẽ là cú hích đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tới nay, mặc dù có những điểm sáng trong bức tranh thương mại Việt Nam-EU, thế nhưng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tận dụng hiệp định này. Đây là đánh giá được đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo một năm thực hiện EVFTA tác động đến kinh tế Việt Nam và sự thay đổi chính sách diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 11. Sau một năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 39,75 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, giá trị các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU như điện thoại và linh kiện, hàng dệt may đều giảm. Sự tăng trưởng chủ yếu đến từ một số ngành được miễn gần như toàn bộ thuế xuất nhập khẩu và giá nguyên liệu tăng trên toàn cầu như sắt thép, các sản phẩm từ nhựa hoặc cao su. Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ các thị trường EU đạt 16,51 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. EU hiện tại cũng đang đàm phán FTA với các quốc gia như là Thái Lan, Indo, Malaysia và Philippines. Đây đều là các quốc gia mà cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam trong việc xuất khẩu các mặt hàng chủ lực. Vậy thì Việt Nam nếu như mà không tận dụng được lợi thế của người đi trước trong việc ký kết hiệp định EVFTA với châu Âu, thì cái vấn đề về cạnh tranh trong tương lai sẽ là cái vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt. Báo cáo cũng lưu ý cải cách của Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của EVFTA trong tương lai sẽ ngày càng trở nên chậm và khó hơn, buộc các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Nhằm thúc đẩy mục tiêu phát thải cân bằng Net Zero trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng Việt Nam 2021, chuỗi sự kiện chuyên môn kỹ thuật và hoạt động truyền thông được thực hiện với chủ đề Công trình Thành phố không carbon vì con người, vì tương lai đã được khai mạc vào chiều nay tại Hà Nội. Đây là sự kiện được tổ chức tiếp nối chuỗi sự kiện hàng năm khởi xướng bởi Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng ở Việt Nam. Trước thách thức của biến đổi khí hậu, công trình cân bằng năng lượng trở thành một trong những giải pháp toàn diện nhằm giải quyết mục tiêu kép, giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực xây dựng và bảo đảm sự tiện nghi, nâng cao chất lượng môi trường sống của con người. Hoạt động điểm nhấn của Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng Việt Nam 2021 là ba hội thảo quy tụ các tổ chức, chuyên gia từ lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, thiết kế, tư vấn, vật liệu và năng lượng tái tạo trong nước và các quốc gia phát triển. Chương trình hướng tới tạo tiền đề cho việc định hướng và xây dựng chiến lược cho thị trường xây dựng Việt Nam thông qua việc cập nhật các mô hình sáng kiến tiêu biểu và kinh nghiệm từ các thành phố, công trình cân bằng phát thải hàng đầu thế giới, từ đó nhận diện thách thức và cơ hội cho thị trường xây dựng, hướng tới việc thiết lập tiền đề phát triển bền vững thế hệ công trình cân bằng năng lượng vì con người và tương lai Việt Nam. Ngày 3 tháng 11, tại xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao bằng khen cho anh Đào Thanh Bình, bí thư đoàn thanh niên xã Nga Bạch và thượng úy Hà Minh Hải, phó trưởng công an xã Nga Bạch vì đã cứu sống cháu bé bị đuối nước. Trước đó vào trưa ngày 1 tháng 11, cháu Nguyễn Thị Nga 7 tuổi không may bị trượt chân rơi xuống ao. Anh Đào Thanh Bình vớt được cháu Nga lên bờ trong tình trạng tím tái, tim đã ngừng đập.
trong lúc nguy cấp, Phó trưởng Công an xã Nga Bạch, Hà Minh Hải đã thực hiện mọi biện pháp cấp cứu kịp thời và cứu sống cháu bé. Hành động nhanh trí của hai đồng chí là tấm gương sáng của cộng đồng xã hội. Thưa quý vị, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh đã diễn ra từ lâu trong một bộ phận cán bộ đảng viên và được xác định là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Để khắc phục kịp thời thực trạng này, mới đây Ban Chấp hành Trung ương đã đưa vào quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm. Sự bổ sung này được cán bộ đảng viên đánh giá là rất cần thiết để xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch và vững mạnh hơn. Là người đã từng kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quản lý trong cơ quan nhà nước, giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong một số cơ quan đơn vị đã có hiện tượng phân tách thành hai nhóm, nhóm quan chức lợi ích bảo vệ nhau và nhóm chỉ biết làm việc, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, tạo nên tình trạng đoàn kết xuôi chiều, thờ ơ, vô cảm. Có cái điều hang tai trái mắt mà không thấy trên xử lý thì họ buộc phải thở nhận diện ra họ để mình không kỷ luật họ nhưng phải thay đổi họ. Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, mặc dù có số lượng lớn hơn hẳn nhóm quan chức lợi ích, nhưng bộ phận cán bộ đảng viên thấy sai biết vi phạm lại không lên tiếng, không phát huy được vai trò sức mạnh tập thể. Nguyên nhân là từng cá nhân đã bị triệt tiêu tinh thần đấu tranh với tiêu cực bằng nhiều cách khác nhau. Đấu tranh với ông kia thì tôi bị gạt ra khỏi cái ekip ấy. Đây là việc thì cứ toàn làm việc nặng, đấy, thu nhập thì lại thấp. Đấy, thế nhưng mà cái người mà ngậm miệng ăn tiền, đấy, đi theo thì không những là làm việc nhẹ lại còn có cơ hội thăng tiến và xin lỗi là còn có bổng lộc. Thế thì đường người ta cũng phải là có cái sự lựa chọn. Thế thì có người ta chọn ấy là gì, là cái con đường là khó khăn gian khổ để người ta rèn luyện giữ mình thì người ta hát. Còn cái người mà không chịu được cái hoàn cảnh như vậy, người ta tắc lưỡi cho qua. Đây là một cách ứng xử tiêu cực làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm vừa ban hành đã bổ sung thêm nội dung không được đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh là rất cần thiết và mang tính cấp bách. Vấn đề đặt ra là cần nhận diện rõ và tập trung khắc phục trên cơ sở xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có các hành vi sai phạm, tiêu cực để tạo niềm tin và khí thế đấu tranh, đẩy lùi sự thờ ơ vô cảm. Vừa rồi Trung ương ấy là đưa cái việc mà xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên và truy tố ấy, công khai ra. Thế thì tự dưng nó tạo ra một cái hiệu ứng, một cái làn sóng từ quần chúng nhân dân, dư luận cho đến truyền thông đại chúng ấy. Người ta tạo ra một cái khí thế, một cái quyết tâm đấu tranh. Làm sao những cán bộ cấp trên đem lại cho họ lòng tin đã, thì từ đó mới bắt họ không thờ. Muốn đem lại lòng tin cho họ là gì? Là cán bộ lãnh đạo phải làm gương. Thực hiện nghiêm quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, khắc phục được tình trạng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh trong đội ngũ cán bộ đảng viên sẽ đưa công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trong thời gian tới. Ngày 3 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét đã được Viện Kiểm sát cung cấp phê chuẩn đối với hai bị can. Các bị can đều có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, vi phạm gồm Chu Tiến Dũng, sinh năm 1962 tại Hà Nội, cư trú tại phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đỗ Văn Ngà, sinh năm 1967, tại Bình Định, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng tài chính, kế toán Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.